cho đến phút này của hiệp 1, nhưng anh em Bắc Hồ Hồ Chí Minh họ vẫn chưa thể khiến cho chúng ta cảm giác an tâm. Và bàn thắng đến, đó là cầu thủ áo số 13, số 13 võ tầm của câu lạc bộ Ba Tây FC. Một bàn thắng theo kiểu lá vàng rơi của câu lạc bộ Ba Tây, và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại cú sút bóng này rất đẳng cấp và điều nghệ. Một bàn thắng miễn chê dành cho các cầu thủ Ba Tây.